Ơi, xin chào quý thầy cô, tôi xin tự giới thiệu ha. Tôi là Đào Minh Trung, phụ trách chuyên về cái ICT trong giảng dạy. Thì đợt này tôi không có thầy số thu xếp thời gian để đi đến Bình Phước dạy, thì chỉ có thầy Tùng phụ trách thôi. Thông thường thì thầy Tùng và tôi phụ trách cho cái mảng này. Ngoài ra tôi phụ trách thêm cái phần học online cho các tài khoản online trong cái nghiệp vụ sư phạm của chúng ta, trong cái đề án ngoại ngữ. Online nó có hai cái chương trình của chúng ta là nghiệp vụ sư phạm, còn cái chương trình thứ khác là năng lực ngoại ngữ. Thì hiện tại thì cô đã tham gia khóa này, thì chúng ta đã hoàn thành cái thi năng lực ngoại ngữ rồi, còn những thầy cô chưa thì mới tham gia cái chương trình đó. Thì tôi xin bắt đầu vào cái hướng dẫn cái thầy cô ha, và sau khi tôi hướng dẫn xong thì cái file này sẽ gửi đến Zalo lớp của chúng ta. Đồng thời tôi sẽ hướng dẫn từng bước một và chúng ta sẽ làm cái demo sử dụng cái tài khoản học online như thế nào. Thầy cô có nhìn thấy cái màn hình tôi chia sẻ rồi ha. Thì cái trang web chính của chúng ta học là cái trang web của viết tắt cái này là Learning System English là của Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội phụ trách. Thì bước đầu tiên tôi xin nhắc lại một tí là chúng ta sẽ hay bị nhầm giữa cái việc đăng nhập trang web cũng như là chúng ta đăng nhập địa chỉ và sai chỗ. Thông thường là thầy cô mở lên Google, lên cái chương trình duyệt Internet lên, chúng ta hay gõ vào cái thanh tìm kiếm chứ chúng ta không gõ vào cái thanh địa chỉ. Và khi nó hiện lên như vậy thì cái trang web này nó có ba bốn cái version. Một cái là của Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, một cái là họ dùng cái trang chỉ khác có một chữ cái thôi, thành ra chúng ta không lưu ý chúng ta sẽ bị sai. Ở đây họ không có dùng cái chữ, họ thêm cái chữ H ở phía trước này, rồi nó ra khác rồi. Thành ra chúng ta sơ ý chúng ta gõ vào chỗ tìm kiếm ấy, thì sẽ ra hai ba trang là, và lúc đó thì chúng ta sẽ lại bị nhầm. Ha. Và chúng ta thầy cô lưu ý chúng ta gõ cái địa chỉ chính xác chỗ cái thanh địa chỉ ở phía trên trên cùng, còn ở tìm kiếm là nó khác. Tuy là thầy cô chúng ta sử dụng internet máy tính rất là lâu nhưng mà chúng ta vẫn thỉnh thoảng vẫn bị cái lỗi này. Thì cái giao diện mà chúng thầy cô có được khi chúng ta nhận cái trang web đúng của nó thì chúng ta sẽ thấy cái giao diện như thế này đây, và giao diện này tôi đã gửi qua cái Zalo lớp để thầy cô có thể theo dõi. Thì khi chúng ta quên chúng ta vẫn nhớ được mình đăng nhập đúng cái trang web thì nó ra giao diện chính xác như thế này. Nó sẽ có ghi là đề án ngoại ngữ quốc gia và nó cho username và password. Ở đây chúng ta có những cái bước thực hiện mà tôi sẽ gửi cái file này cho thầy cô, cái đó thầy cô khỏi cần phải chụp màn hình. Thì bước thực hiện là chúng ta đăng nhập vào cái trang web, sau đó nhập cái username được cung cấp và cái password mặc định là Đại học Ngoại ngữ 1955, viết tắt là DHNN 1955. Thì cái password là mặc định, thì thông thường thì không ai rảnh để vào xem mình học cái gì, mà tại vì mình học nó cũng không có lưu trên này, mình học xong thì nó cũng hiện y chang gì đó, do đó không có ai vào cái tài khoản của mình đâu. Thầy cô không nhất thiết phải đổi lại cái password, vì khi chúng ta đổi password lại chúng ta dễ bị quên á, và như vậy mất công mất thời gian để nhờ làm cái văn bản gửi ngoài hệ thống nhờ họ điều chỉnh là mất thời gian. Khi thầy cô nhận ra tài khoản xong, chúng ta nhập cái thông tin chính xác vào thì chúng ta nhấn login. Thì lúc đó mình sẽ có một cái giao diện hiện ra như thế này. Ở lần đầu tiên hiện ra thì mình sẽ thấy tên của chúng ta ở góc phải trên. Và những cái thông tin như là tên, full name, email và cái số điện thoại. Đây là ba cái thông tin cơ bản nhất để chúng ta sử dụng để có điều chỉnh hay là để xác nhận cái mình. Thành ra chúng ta kiểm tra ba cái thông tin này thôi: họ tên, email và điện thoại. Nếu như nó chính xác rồi thì chúng ta nhấn vào chữ home để chúng ta bắt đầu vào cái nội dung học. Trường hợp mà tên nó bị dư một chữ là bình thường, đó là cái hệ thống nó sẽ nhập cái tên nó gấp đôi lên, ví dụ như một người tên là Huỳnh Thiên Thanh hay là Huỳnh Thiên Thanh Thanh, đó là bình thường do hệ thống nó xác nhận cái đó để khi bên cái quản lý người ta dễ tìm, còn mà đúng thì cũng không sao. Thông thường một số thầy cô có bị sai email thì chúng ta có thể click thẳng vào đây và chúng ta chỉnh sửa. Lưu ý là không có chừa dấu cách nha.
Ví dụ như tới chữ cơm xong là chúng ta nhấn spacebar nó sẽ chừa ra một cách như vậy là khi mà chạy vào nó sẽ bị báo lỗi. Do đó cái email với ý chính xác và không có chừa cái ký tự trống nào hết. Số điện thoại cũng vậy. Đánh đúng số điện thoại xong cũng không chừa cái ký tự trống nào hết. Và nếu chúng ta có một trong ba thông tin này có bị sai, chúng ta cứ tự nhiên gõ vào và chỉnh sửa. Nhưng không chừa ký tự trống phía sau cái tên, phía sau điện thoại hay phía sau cái email. Rồi sau khi xong chúng ta nhấn update. Nhấn update xong thì chương trình sẽ tự động chạy vào cái trang nội dung học. Trường hợp mà ba cái thông tin này đúng rồi, chúng ta chỉ cần nhấn vào chữ hơn để chúng ta vào cái nội dung học. Cái nội dung học chính của chúng ta đó thì gồm có hai cái khóa học. Khóa học thứ nhất là bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh theo tùy mỗi cấp. Thầy cô ở cấp nào sẽ nhận được cái nội dung của cấp đó. Chúng ta có ba cấp là trung học cơ sở, trung học phổ thông và tiểu học. Đồng thời chúng ta có một cái khóa học đó gọi là cái tiếng Anh trong lớp học. Thì tiếng Anh trong lớp học này hỗ trợ cho chúng ta trong cái việc học cái nghiệp vụ sư phạm của năm nay. Thì một lát tôi sẽ vào một cái tài khoản để chúng ta cùng nhau học và tôi sẽ hướng dẫn cho quý thầy cô cách sử dụng như thế nào. Thì đây là cái nội dung giao diện và nội dung như thế này. Lúc này mình chỉ cần click vào cái khóa nội dung khóa học thì chúng ta bắt đầu vào học thôi. Trong trường hợp thầy cô gặp khó khăn gặp bị trục trặc về cái ứng dụng CTI trên máy tính hay gì đó thì chúng ta có thể liên lạc với tôi. Tại lúc này thì tôi phụ trách chính cho các thầy cô. Thì thầy cô chỉ cần gửi Zalo, tại tôi có tham gia Zalo trên lớp rồi đó, thầy cô có thể nhắn cho tôi trực tiếp mà không cần phải kết bạn. Và khi nhắn tin cho tôi, thầy cô cứ chụp nguyên cái màn hình cái máy tính luôn. Rồi gửi cho tôi biết là tôi nhìn và tôi biết nó bị lỗi như thế nào. Thầy cô đừng có chụp một tí cái nội dung chút xíu à, rồi gửi thì không có biết cái chuyện gì đang xảy ra. Nhiều thầy cô cẩn thận quá, chụp đúng cái thông báo trên màn hình có chút xíu mà tôi không biết đang mở cái chương trình gì ha. Và lưu ý như thế này. Do đây là cái chương trình học online, nó chỉ tích hợp từ Windows 10 trở về sau, tức là Windows 10 và Windows 11. Nếu như quý thầy cô mà đang còn sử dụng máy tính Windows 7, thì chúng ta nên nâng cấp lên Windows 10. Lý do là các phần mềm bây giờ nó không còn thích tương ứng với Windows 7 và khi sử dụng trên Windows 7 thì nó sẽ luôn luôn bị lỗi nha. Và lúc đó, do đó tôi cần thầy cô cho tôi biết cái màn hình thầy cô đang sử dụng Windows nào. Nhiều khi cái máy tính mình đang xài Windows 7 thì chắc chắn học online là lỗi thường xuyên. Và chuyện đó là không tránh được do cái bản Windows mình đã quá lỗi thời. Còn về việc nâng cấp cái phần mềm máy tính, phần mềm như thế nào thì khi các thầy cô nhận cái tài liệu mà do ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy thì cho tôi và thầy Tùng biên soạn là trong đó có hướng dẫn thầy cô kiểm tra cái phần cứng của máy tính mình và cách nâng cấp lên như thế nào. Chắc ngày mai thầy cô sẽ nhận được khá nhiều tài liệu, trong đó có một cái tài liệu về cái ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Bây giờ thì tôi sẽ gửi cho thầy cô cái cú pháp tài khoản học online của chúng ta. Thì ở đây cái tài khoản hay là username của chúng ta nó thống nhất theo cái quy trình này. Là do tỉnh Bình Phước thì họ tạo cái tên là BH là Bình Phước năm 2023, nó bắt đầu bằng cái Bình Phước 2023 viết tắt là BP2023. Và kế tiếp là theo cái cấp, chúng ta có cấp trung học phổ thông, trung học cơ sở và tiểu học. Thì bắt đầu cú pháp, thầy cô nào ở cấp nào mình sẽ thấy mình cái cú pháp mình nhớ cái username như thế này. Nó chỉ khác ở hai cái số cuối nha. Thì bắt đầu từ 01 cho tới 70 hay 75 trong của thầy cô ở trung học cơ sở, từ 01 tới 26 của thầy cô ở trung học phổ thông và từ 01 tới 50 gì đó của thầy cô ở tiểu học. Còn các thầy cô mà mới bổ sung sau thì sách này sẽ thêm, thì khi nào có thêm vào thì họ sẽ gửi cho chúng ta cái danh sách bổ sung. Tôi sẽ gửi cái hình này lên cái Zalo lớp để thầy cô nhớ. Và sau đó tôi sẽ làm demo. Sau khi demo xong tôi sẽ gửi cho thầy cô cái danh sách mà chúng ta tài khoản. Làm từng bước để chúng ta đừng có bị nhầm. Và sau đó chúng ta dành thời gian để thầy cô đăng nhập thử. Rồi sau khi đăng nhập xong thầy cô phản hồi qua cái phản hồi qua cái Google Form để biết là mình có bị trục trặc gì hay không, cần có sự hỗ trợ cần thiết nha. Thì lúc nào cũng vậy.
trung học cơ sở. Chúng ta không có học tập trực tiếp, cái đó tôi chúng ta sẽ qua cái form để xác nhận là mình có nhận cái tài khoản rồi để biết bao nhiêu thầy cô đã nhận và bao nhiêu thầy cô chưa có nhận. Hiện tại tôi mới gửi cái form này lên, cái hình này lên trên cái Zalo lớp của chúng ta. Và bây giờ thì tôi sẽ mở cái trình duyệt và tôi demo, tôi làm cho một cái tài khoản và tôi hướng dẫn cái nội dung học bên trong cho thầy cô xem ha. Tạm thời tôi sẽ tắt cái share màn hình này để mở cái trình duyệt internet. Và bây giờ tôi đang mở cái trình duyệt Internet. Ở đây tôi xài Internet Explorer và tôi đang xài Windows 11. Thì Windows 11, Windows nào cũng vậy. Thầy cô cứ duyệt gõ vào cái thanh địa chỉ trên ha. LCMS. Đấy. Khi mình gõ một lần thì tự động nó lưu lại. Ulis.vn, vinu.edu.vn. Thì cái giao diện đúng nó sẽ hiện lên như thế này. Ở đây tôi sẽ sử dụng cái tài khoản của một thầy cô ở trung học phổ thông ha. Thì cái cú pháp của trung học của chúng ta là VP2023 trung học phổ thông và hai số. Bữa nay ngày 29 chúng ta chọn số 29 không được. Này có mới có tới 26 và chúng ta chọn số 20 nha. Và cái password là chúng ta DHNN1955. Và sau đó chúng ta chọn là login. Lần đầu tiên thì xuất hiện cái màn hình sẽ lên lần đầu tiên. Đây là của thầy cô Phạm Hoài Phương, Phạm Hoài Phương ha. Và mình thấy là có cái tên, đây full name, email, mình check lại và cái điện thoại. Ví dụ đây là ổn rồi thì chúng ta nhấn vào không biết cô thầy hay cô Thương có đây không ấy, cho tôi mượn tôi demo ha. Và chúng ta nhấn vào chữ home. Và lúc này cái nội dung học sẽ hiện lên như sau. Mình có một bên là bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh theo cấp đúng với cái mình. Cái thứ hai là tiếng Anh trong lớp học.